76 phẩm pháp tánh vô động. Lúc bấy giờ, cụ thọ thiện hiện bạch Phật. Bạch Thế Tôn, nếu pháp tánh bình đẳng của các pháp đều bản tánh không, mà bản tánh không này đối với pháp hữu vô, chẳng phải là năng tác, sở tác, thì tại sao Đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa, chẳng động thắng nghĩa, mà làm việc Bồ Tát phải làm, đó là dùng bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự, lợi ích cho hữu tình. Phật dạy, này thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói, pháp tánh bình đẳng của tất cả pháp đều là bản tánh không, mà bản tánh không này đối với pháp hữu vô chẳng phải là năng tác, sở tác. Này thiện hiện, nếu các hữu tình tự biết các pháp đều bản tánh không, thì chư như lai ứng tránh đẳng giác và các chúng đại Bồ Tát chẳng hiện thần thông làm việc hy hữu, đó là ở trong bản tánh không của các pháp tuy không động, nhưng khiến hữu tình xa lìa các thứ vọng tưởng điên đảo an trụ các pháp không giải thoát khổ sanh tử đó là khiến các hữu tình xa lìa tưởng ngã tưởng hữu tình tưởng dòng sanh mạng tưởng khả năng sanh khởi tưởng sự dưỡng dục tưởng sự trưởng thành tưởng chủ thể luân hồi tưởng ý sanh tưởng nho đồng tưởng khả năng làm việc tưởng khả năng khiến người làm việc tưởng khả năng tạo nghiệp tưởng khả năng khiến người tạo nghiệp tưởng khả năng thọ quả báo tưởng khả năng khiến người thọ quả báo tưởng cái biết tưởng khả năng khiến người biết tưởng cái thấy tưởng khả năng khiến người thấy cũng khiến xa lìa tưởng sắc tưởng thọ tưởng hành thức cũng khiến xa lìa tưởng nhãn xứ tưởng nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ cũng khiến xa lìa tưởng sắc xứ tưởng thanh hương vị xúc pháp xứ cũng khiến xa lìa tưởng sắc giới tưởng thanh hương vị xúc pháp giới cũng khiến xa lìa tưởng nhãn thức giới tưởng nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới cũng khiến xa lìa tưởng nhãn xúc tưởng nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc cũng khiến xa lìa tưởng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra tưởng các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra cũng khiến xa lìa tưởng địa giới, tưởng thủy hỏa phong không thức giới, cũng khiến xa lìa tưởng nhân duyên, tưởng đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên, cũng khiến xa lìa tưởng các pháp từ duyên sanh ra, cũng khiến xa lìa tưởng vô minh, tưởng hành thức, danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ yêu não, cũng khiến xa lìa tưởng pháp thế gian, xuất thế gian, tưởng pháp hữu lậu vô lậu, tưởng pháp hữu vi vô vi, an trụ cảnh giới vô vi, giải thoát khổ Tử. cảnh giới vô vi tức là các pháp không nương vào thế tục mà nói là cảnh giới vô vi cụ thọ thiện hiện bạch phật bạch thế tôn do không nào mà nói các pháp là không phật dạy này thiện hiện do tưởng không nên nói các pháp là không lại nữa thiện hiện theo ý ông thì sao nếu thân biến hóa lại hóa làm các việc thì việc này có thật sự mà chẳng không chăng thiện hiện đáp bạch thế tôn không bạch thiện thể không các việc biến hóa hoàn toàn không có thật sự tất cả đều không phật dạy này thiện hiện biến hóa và không hai pháp như thế chẳng phải hợp chẳng phải tan hai pháp này đều vì không không cho nên không, chẳng nên phân biệt là không là hóa. Vì sao? Này thiện hiện. Vì chẳng phải trong không tánh có không có hóa, hai việc có thể nắm bắt được vì tất cả pháp rốt ráo không. Lại nữa thiện hiện, không có sắc nào mà chẳng phải là hóa. Không có thọ tưởng hành thức nào mà chẳng phải là hóa. Các sự biến hóa ấy đều là không này thiện hiện không có nhãn xứ nào mà chẳng phải là hóa, không có nhĩ tĩ thể thân ý xứ nào mà chẳng phải là hóa, các sự biến hóa ấy đều là không. Này thiện hiện không có sắc xứ nào mà chẳng phải là hóa, không có thanh hương vị xúc pháp xứ nào mà chẳng phải là hóa, các sự biến hóa ấy đều là không này thiện hiện không có nhãn giới nào mà chẳng phải là hóa không có nhĩ tĩ thiệt thân ý giới nào mà chẳng phải là hóa các sự biến hóa ấy đều là không này thiện hiện không có sắc giới nào mà chẳng phải là hóa, không có thanh hương vị xúc pháp giới nào mà chẳng phải là hóa, các sự biến hóa ấy đều là không. Này thiện hiện không có nhãn thức giới nào mà chẳng phải là hóa, không có nhĩ tĩ thể thân ý thức giới nào mà chẳng phải là hóa, các sự biến hóa ấy đều là không. Này thiện hiện không có các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, không có các thọ do nhĩ tí thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra nào, mà chẳng phải là hóa, các sự biến hóa ấy đều là không. Này thiện hiện không có địa giới nào mà chẳng phải là hóa, không có thủy hỏa phong không thức giới nào mà chẳng phải là hóa các sự biến hóa ấy đều là không này thiện hiện không có nhân duyên nào mà chẳng phải là hóa không có đẳng vô gián duyên sở duyên duyên tăng thượng duyên nào mà chẳng phải là hóa các sự biến hóa ấy đều là không này thiện hiện không có các pháp tử duyên sanh ra nào mà chẳng phải là hóa các sự biến hóa ấy đều là không này thiện hiện không có vô minh nào mà chẳng phải là hóa không có hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não nào mà chẳng phải là hóa các sự biến hóa ấy đều là không này thiện hiện không có bố thí ba la mật đa nào mà chẳng phải là hóa không có tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã phương tiện thiện xảo diệu nguyện lực trí bát nhã ba la mật đa nào mà chẳng phải là hóa các sự biến hóa ấy đều là không này thiện hiện không có bốn niệm trụ nào mà chẳng phải là hóa, không có bốn tránh đoạn bốn thần túc năm căn năng lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo nào mà chẳng phải là hóa, các sự biến hóa ấy đều là không. này thiện hiện không có pháp môn giải thoát không nào mà chẳng phải là hóa, không có pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện nào mà chẳng phải là hóa, các sự biến hóa ấy đều là không. này thiện hiện không có pháp không nội nào mà chẳng phải là hóa, không có pháp pháp không ngoại pháp không nội ngoại pháp không không pháp không lớn pháp không thắng nghĩa pháp không hữu vi pháp không vô vi pháp không rốt ráo pháp không không biên giới pháp không tàn mạn pháp không không đổi khác pháp không bản tánh pháp không tự tướng pháp không cộng tướng pháp không tất cả pháp pháp không chẳng thể nắm bắt được pháp không không tánh pháp không tự tánh pháp không không, không, không không tánh tự tánh nào mà chẳng phải là hóa các sự biến hóa ấy đều là không này thiện hiện không có thánh đế khổ nào mà chẳng phải là hóa. Không có thánh đế tập diệt đạo nào mà chẳng phải là hóa. Các sự biến hóa ấy đều là không. Này thiện hiện không có bốn tịnh lự nào mà chẳng phải là hóa. Không có bốn vô lượng, bốn định vô sắc nào mà chẳng phải là hóa. Các sự biến hóa ấy đều là không này thiện hiện không có tám giải thoát nào mà chẳng phải là hóa, không có tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ nào mà chẳng phải là hóa, các sự biến hóa ấy đều là không. Này thiện hiện không có pháp môn đà la ni nào mà chẳng phải là hóa, không có pháp môn tam ma địa nào mà chẳng phải là hóa, các sự biến hóa ấy đều là không. Này thiện hiện không có bậc cực hỷ nào mà chẳng phải là hóa, không có bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tọa, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tọa, bậc pháp vân nào mà chẳng phải là hóa. Các sự biến hóa ấy đều là không. Này thiện hiện không có năm loại mắt nào mà chẳng phải là hóa, không có sáu phép thần thông nào mà chẳng phải là hóa, các sự biến hóa ấy đều là không. Này thiện hiện không có mười lực Phật nào mà chẳng phải là hóa, không có bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại giả, mười tám pháp Phật bất cộng nào mà chẳng phải là hóa, các sự biến hóa ấy đều là không. Này thiện hiện không có 32 tướng đại sĩ nào mà chẳng phải là hóa, không có 80 vẻ đẹp phụ thuộc nào mà chẳng phải là hóa, các sự biến hóa ấy đều là không. Này thiện hiện không có pháp không quên mất nào mà chẳng phải là hóa, không có tánh luôn luôn xả nào mà chẳng phải là hóa, các sự biến hóa ấy đều là không. Này thiện hiện không có trí nhất thiết nào mà chẳng phải là hóa, không có trí đạo tướng trí nhất thiết tướng nào mà chẳng phải là hóa, các sự biến hóa ấy đều là không. Này thiện hiện không có quả dự lưu nào mà chẳng phải là hóa, không có quả nhất lai bất hoàn a la hán quả vị độc giác nào mà chẳng phải là hóa. Các sự biến hóa ấy đều là không. Này thiện hiện không có hạnh đại bồ tát nào mà chẳng phải là hóa, không có quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật nào mà chẳng phải là hóa. Các sự biến hóa ấy đều là không này thiện hiện nương vào các pháp như thế mà an lập các loại bổ đặc giả la đó là phàm phu hoặc tùy tín hành hoặc tùy pháp hành hoặc đệ bát hoặc dự lưu hoặc nhất lai hoặc bất hoàn hoặc a la hán hoặc độc giác hoặc đại bồ tát hoặc chư như lai ứng tránh đẳng giác tất cả như thế không có pháp nào mà chẳng phải là hóa các sự biến hóa ấy đều là không khi ấy cụ thọ thiện hiện bạch phật bạch thế tôn, các quần, các xứ, các giới, duyên khởi, duyên sanh, các chi duyên khởi vân vân, thuộc thế gian đều là hóa, các ba la mật đa hoặc 37 pháp phần Bồ Đề, hoặc ba pháp môn giải thoát, hoặc tất cả không, hoặc các thánh đế, hoặc bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, hoặc tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ, hoặc pháp môn đà la ni, pháp môn tam ma địa, hoặc mười địa Bồ Tát, hoặc năm loại mắt, hoặc sáu phép thần thông hoặc mười lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, hoặc 32 tướng đại sĩ, 80 vẻ đẹp phụ thuộc, hoặc pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, hoặc trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, hoặc các quả vị do pháp ấy mà đạt được, hoặc các loại bổ đặc già la nương vào pháp ấy mà an lập, cũng đông phải là hóa. Phật dạy này thiện hiện tất cả pháp thế gian và xuất thế gian đều là biến hóa nhưng trong đó có pháp là sở hóa của thanh văn có pháp là sở hóa của độc giác có pháp là sở hóa của bồ tát có pháp là sở hóa của như lai có pháp là sở hóa của phiền não có pháp là sở hóa của thiện pháp này thiện hiện do nhân duyên này mà nói là tất cả pháp đều như biến hóa như nhau không sai khác cụ thọ thiện hiện lại bạch phật bạch thế tôn có quả đoạn trừ đó là quả dự lưu hoặc quả nhất lai hoặc quả bất hoàn hoặc quả a la hán hoặc bậc độc giác hoặc bậc như lai vĩnh viễn đoạn trừ tập khí phiền não tương tục cũng đâu phải là hóa phật dạy này thiện hiện các pháp như thế nếu cùng với hai tướng sanh diệt hợp thì cũng đều là hóa. Bạch Thế Tôn pháp nào chẳng phải là hóa. Này thiện hiện nếu pháp chẳng hợp với tướng sanh diệt thì đó là pháp chẳng phải hóa. Bạch Thế Tôn pháp nào chẳng phải hợp với tướng sanh diệt. Này thiện hiện pháp chẳng hư dối tức là niết bàn pháp này chẳng hợp với tướng sanh diệt, vì vậy chẳng phải là hóa. Cụ Thọ thiện hiện lại bạch Phật như thế tôn đã nói pháp tánh bình đẳng tất cả đều không không có thể lay động không có cái hai có thể nắm bắt được không có pháp nhỏ nào chẳng phải là tự tánh không thì tại sao có thể nói niết bàn chẳng phải là hóa phật dạy này thiện hiện đúng vậy đúng vậy như ông đã nói không có pháp nhỏ nào chẳng phải là tự tánh không tự tánh không này chẳng phải thanh văn làm ra chẳng phải độc giác làm ra chẳng phải bồ tát làm ra chẳng phải như lai làm ra cũng chẳng phải ai khác làm ra có phật hay không có phật tánh nó cũng thường không đây tức là niết bàn vì vậy ta nói niết bàn chẳng phải là hóa chẳng phải thật có pháp gọi là niết bàn có thể nói là vô sanh vô diệt phi hóa. Hết quyển thứ 397